Đây, cái Automat Wi-Fi. Xong rồi cài lên điện thoại nhé. Bao nhìn nhé. Bật này. Tắt này. Đấy, bật này. Đấy. Tắt. Dùng tay. Đấy, bật. Báo tắt này. Báo tắt. Đây, tắt. Nó có hiện giờ nhé. Có hiện giờ này. Đấy. Có hẹn giờ lùi. Bao nhiêu phút thì tắt, bao nhiêu phút thì bật. Đấy. Đây là giao diện trên điện thoại. Dùng tay. Đây, tắt rồi điện thoại. Bật áp ra là 220V. Đây, áp ra. Tắt đi. Áp ra. 0V, 1V. Bật lên. Điện áp 220V. Đấy. Automat này. Cầu dấu tổng làm thay cho cầu dấu tổng luôn nhé.